Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ lấy cái Miro Sure Beta 58A, lại có dây ra rồi khui hộp cho các bạn xem. Và sẵn đó mình sẽ nói một vài ý về cái Miro này luôn. Rồi. Rồi. Ở đây nè các bạn. Có bao giờ các bạn nhìn cái Sure Beta 58 này, các bạn hỏi là có lúc mà tại sao á, mình đọc á, là mình thấy là 58A, có lúc là 58 rồi các bạn ha. Thì cái thời gian đầu tiên mà cái Sure Beta 58 này á, nó ra đời đó, là nó là 58C. Các bạn, C là viết tắt của Jerome Drill, có nghĩa là cái đầu này là đầu Jerome. Các bạn ha, sau đó đó nó đổi thành Beta 58 và bỏ chữ C đi. Đến năm 1996 thì Beta 58 nó không phân phối nữa và nó thay cái mã đó là thành Beta 58A. Rồi cho tới thời điểm bây giờ luôn. Hôm nay mình khui cái hộp này ra, mình sẽ có cho các bạn thấy nó có thêm cái chữ X. Rồi, chữ X là cái model đời sau, là đời mới nhất sau này. Để các bạn ha. Rồi. Rồi cái đó là sơ lược về cái lịch sử của Beta 58A các bạn ha. Cái dòng Beta 58A này đó, nó có một cái nữa về chất lượng âm thanh. Nhưng mà mình sẽ lần lượt mình sẽ nói cho các bạn biết. Rồi các bạn ha. Hôm thì mình đã có làm cái bài phân tích về SM58, Beta 58, rồi BGA 58. Rồi các bạn ha. Thì bây giờ chỉ là thời điểm khui hộp, thì bây giờ mình sẽ khui hộp cho bạn coi. Thì trước mắt đối với đồ chính hãng đó, các bạn để ý cái serial number ở đây. Rồi cái serial number, cái dãy này nè, đó. Thì cái serial number này thông thường nó sẽ trùng với phiếu bảo hành của nhà sản xuất. Để coi. Rồi đây là cái phiếu bảo hành của nhà sản xuất, cái phiếu bảo hành của nhà cung cấp các bạn ha. Thì giữa đồ đồ nhái và đồ hãng gần như tương đương với nhau và rất khó phân biệt. Chỉ có phân biệt đối với những người đã từng sử dụng qua Sure Beta 58 rồi. Hầu như một người mới thì cái đó là cả một cái vấn đề. Thì làm cái gì cũng vậy. Mình mua đồ hãng thì mình có giấy, là mình mua cái sự yên tâm cho nó. Ví dụ như mình mua một số cái đồ cũ hoặc đồ gì đó không có giấy, dường như mình về mình rất là lo lắng để các bạn ha. Hoặc là một số cái đồ không có cái chứng nhận, tại vì nó giàu gì nó cũng có hãng đàng hoàng thì nó sẽ có mặt ở đây, thì nó rất là tốt cho mình. Rồi cái serial number ở trên hộp luôn luôn trùng với serial ở cái phiếu bảo hành ở đây. Mất phiếu bảo hành, mình chỉ cần giữ cái hộp lại, đọc số serial là mình biết cái Miro mình sản xuất ngày nào, rồi bán ngày nào ha, mua ngày nào. Rồi rồi trong hộp nó là như vậy đây. Bao da, rồi cho các bạn coi xem bao da ha. Đề can, kinh vạt cho chân Miro. Rồi. Cái này là cái sợi dây để mình buộc cái Miro lại, mình cột Miro lại. Cái loại mới á, chưa sử dụng thì nó thẳng một đường. Rồi, trong này là bao gồm những cái giấy tờ catalog, rồi những cái hướng dẫn về gốc Miro các bạn ha. Đã đầy đủ như vậy. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái đầu ra luôn cho các bạn coi. Bây giờ những cái clip mà ở trên Google để nói về Sure làm tại Trung Quốc, Superface với là
Super Fact với là cái đồ original, đồ hãng đó thì rất là nhiều rồi các bạn. Các bạn có thể tham khảo thêm và mình sẽ có những cái hướng chọn nó tốt nhất các bạn ha. Rồi, nói gì thì nói thì cái giấy tờ vẫn là cái điều quan trọng nhất. Giấy bảo hành giống như mình đi xe máy, nó có giấy thì nó vẫn yên tâm hơn là cái dạng xe máy cũng là hàng hàng mình biết nó cũng hàng hãng á mà nó không có giấy thì mình cũng không nên. Rồi các bạn ha. Đó, ai chứng nhận cho mình được. Rồi. Tổng hợp nó là vậy, nhưng mà có một cái điều để ý như thế này. Các bạn sẽ thấy cái màu ở trên cái Subaru 58A đó là cái màu ở đây nó có một cái dạng sơn mờ các bạn, nó rất là mờ. Đấy các bạn ha. À, hàng Trung Quốc thì nó mình có từng tiếp xúc một lần rồi đó. Rồi mình thấy nó có vẻ nó bóng hơn một chút xíu. Rồi. Các bạn nào có nhu cầu mua xô hãng, muốn tư vấn mình chọn như thế nào về Beta 58, SM 58, BGA 58 đó thì cứ ghé mình sẽ sẵn sàng mình tư vấn và mình lựa chọn cho các bạn những cái dòng sản phẩm ưng ý nhất. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha.